Đây là Hải Triều. Cứ mỗi mùa iPhone đến, anh sẽ có hai video. Video đầu tiên sẽ là mình đã mua được chiếc iPhone XS này. Và video thứ hai sẽ là mình sẽ bán chiếc máy này đi để mua chiếc iPhone đời mới nhất. Năm nay iPhone 13 đã ra mắt. Và anh em biết video ngày hôm nay nói về chủ đề gì rồi đấy. Tôi sẽ mua iPhone 14 Pro Max. Anh em ơi! Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anh Em TV. Mình là Hải Triều và mình đã sử dụng chiếc iPhone 13 Pro này được một năm nay rồi. Và một mùa iPhone nữa lại đến. Và năm nay mình sẽ quyết định đổi chiếc iPhone 13 Pro này lên một chiếc iPhone hoàn toàn mới. Chiếc iPhone mạnh nhất của năm nay đó chính là chiếc iPhone 14 Pro Max vì ba lý do sau đây. Thế nhưng trước khi bắt đầu video ngày hôm nay thì tất nhiên là anh em không nhất thiết là phải mua iPhone 14 Pro Max giống như mình, mà anh em hoàn toàn có thể mua được những chiếc iPhone với mức giá nó ngon hơn nhưng mà chất lượng thì vẫn rất tốt. Ví dụ như là chiếc iPhone 13 Pro Max hiện tại đang được bán ở Sellphonet với mức giá chỉ khoảng là 27 triệu đồng mà thôi. Đường link thì mình sẽ để cho anh em ở phía bên dưới nhé. Hiện tại chiếc iPhone 13 Pro Max chỉ có hơn 27 triệu đồng, thu cũ lên đời, trợ giá giảm thêm đến 1 triệu đồng tại Sellphonet, chuỗi đại lý ủy quyền của Apple đã có gần 100 cửa hàng trên khắp cả nước. Quay trở lại với nhân vật chính, đó chính là chiếc iPhone 14 Pro Max. Thì lý do tại làm sao mình lại đổi chiếc iPhone 13 Pro này lên chiếc iPhone 14 Pro Max? Cái lý do đầu tiên cũng là một cái lý do rất là quan trọng, đó chính là về thời lượng pin. Đừng hiểu nhầm ý mình nhé, chiếc iPhone 13 Pro này vốn là một điện thoại có một dung lượng pin đã nâng cấp hơn so với chiếc iPhone 12 Pro của năm ngoái. Cụ thể, chiếc iPhone 13 Pro có dung lượng pin là 3095 so với 2815 của iPhone 12 Pro. Thế nhưng đối với cá nhân mình thì như thế nó vẫn là chưa đủ. Và cái điểm yếu này nó thể hiện rất rõ khi mà mình đi công tác ở nước ngoài. Mình không còn những cục sạc sẵn sàng ở văn phòng. Mình không còn những chiếc iPhone lúc nào cũng đầy pin ở văn phòng nữa. Mà thay vào đó, mình chỉ có thể dựa dẫm vào đúng cái dung lượng pin của chiếc iPhone 13 Pro và một cái cục sạc dự phòng 10.000 mAh. Và khi mà mình nhét cái SIM 5G vào ấy, thì anh em biết rằng là 5G nó tụt pin cực kỳ nhanh. Trong khi đó thì những chiếc iPhone 13 Pro Max của anh Tân và anh Duy chạy phà phà luôn, pin cực kỳ ngon. Đầu tiên thì xin lỗi các bạn về tình trạng ướt át như này. Mình bị một số bạn nữ tại Eternal bắn vào mặt khi mà chơi trò chơi ban nãy. Cái vấn đề là chiếc iPhone 13 Pro Max thì thực sự là khi sử dụng bình thường nó rất là trâu. Đúng rồi. Nhưng mà khi sang đến 5G ấy các bạn thì nó vẫn trâu. Confirm. Và gần như chắc chắn là iPhone 14 Pro Max sẽ là chiếc điện thoại có dung lượng pin và thời lượng pin trâu nhất của năm nay. Dạo gần đây thì mình thấy rằng là Apple không còn là một trong những cái hãng mà cứ nhìn vào iPhone là họ gọi rằng iPhone là yếu sinh lý nữa rồi. Mà gần đây thì Apple họ làm pin khá ngon, bắt đầu từ chiếc iPhone XR cho đến tận chiếc iPhone 13 Pro Max. Đây đều là những sản phẩm có thời lượng pin cực kỳ tốt. Và tất nhiên rồi, iPhone 14 Pro Max cơ mà, tại sao không, đúng không ạ? Cái lý do thứ hai mà mình sẽ quyết định đổi sang chiếc iPhone 14 Pro Max đó chính là về camera. Năm nay thì nhiều khả năng iPhone 14 Pro Max sẽ có nâng cấp rất nhiều, cải tiến rất nhiều về phần camera. Cụ thể thì cái camera chính của nó sẽ có độ phân giải lên đến là 48 megapixel thay vì là 12 megapixel như mọi năm. Và có thể là nó sẽ có khả năng quay video 8K. Thực ra thì mình nghĩ rằng là mình không dùng đến cái khả năng quay video 8K đâu. Nhưng mà phải công nhận với anh em rằng ấy, là khi mà mình đi công tác ở nước ngoài, có một chiếc iPhone quay video phải gọi rằng cực kỳ uy tín luôn. Mà chẳng nói đâu xa, trong cái chuyến đi công tác Thái Lan vừa rồi của bọn mình thì mình với cả anh Duy với cả anh Tân, bọn mình quay video bằng iPhone 100%, không có bất kỳ một tí máy ảnh nào dính líu vào luôn. Tuy nhiên có một cái mà mình mong chờ rằng là iPhone 14 Pro Max nó sẽ được nâng cấp, đó chính là camera selfie. Khẩu độ của nó mình mong rằng nó sẽ lớn hơn giống như những tin đồn gần đây. Hiện tại thì iPhone 13 Pro thì khẩu độ của nó là f2.2 và đã có khá nhiều thông tin nói rằng là nhiều khả năng chiếc iPhone 14 Pro Max cái khẩu độ của nó sẽ lớn hơn. Từ đó thì cái việc khi mà chúng ta quay vlog ấy, nó cũng sẽ nhận được nhiều ánh sáng hơn. Và cái điều này thì quá tuyệt vời rồi, đúng không ạ? Khi mà chúng ta đi công tác ở nước ngoài thì cái việc quay vlog của mình, của anh Tân cũng như của anh Duy hay bất kỳ một vlogger nào khác nó sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Lý do thứ ba chắc chắn rồi, đó sẽ là về phần thiết kế. Như anh em đã biết thì năm nay iPhone 14 Pro Max ấy, nó sẽ là một cái dòng thay đổi rất nhiều về mặt thiết kế so với lại những cái dòng iPhone đời trước. Cụ thể thì cái phần màn hình này của chúng ta ấy, nó sẽ không còn là tai thỏ nữa, mà thay vào đó sẽ là thiết kế theo dạng màn hình viên thuốc. Và cái điều này cũng đã được bọn mình chia sẻ trong cái video mà trên tay những cái mẫu iPhone 14 demo, model ấy. Đấy, mô hình, đúng rồi, mô hình của chiếc iPhone 14 Pro Max từ các pháp sư Trung Quốc. Tất nhiên là vẫn sẽ có nhiều anh em ủng hộ và sẽ có những anh em không. Tuy nhiên thì mình ủng hộ cái sự thay đổi, bởi vì nói thật với anh em là mình nhìn cái tai thỏ này lâu rồi mình chán lắm rồi. Và đó chính là ba lý do chính của mình khiến cho mình đổi từ chiếc iPhone 13 Pro lên chiếc iPhone 14 Pro Max. Anh em tin mình đi, mình uy tín, năm nay confirm với anh em là mình không mua iPhone 14 Pro nữa đâu. Mình sẽ mua iPhone 14 Pro Max, màn hình to hơn, pin trâu hơn. Thế nhưng tất nhiên rồi, như mình đã nói đầu video thì đây vẫn chỉ là những cái ý kiến cũng như là cái lý do của mình thôi. Còn mình không nói rằng là anh em phải mua iPhone 14 Pro Max giống mình nhá. Anh em vẫn còn đó rất rất nhiều những cái lựa chọn khác. Ví dụ như năm nay iPhone nhiều khả năng nó sẽ có chiếc iPhone 14 Max, iPhone 14 Plus. Thì anh em hoàn toàn có thể lựa chọn phiên bản đó. Chúng ta vẫn sẽ có một cái màn hình lớn và chúng ta vẫn sẽ có một cụm camera chất lượng, pin vẫn ngon. Nhưng mà tất nhiên rồi, chúng ta sẽ không phải lo lắng về vấn đề pin giống như là dòng mini của năm ngoái. Hoặc là anh em có thể mua chiếc iPhone 13 Pro Max, pin cực kỳ trâu, camera chắc chắn là sẽ rất tốt. Và tuy nhiên thì nói chung là những cái lựa chọn này khi mà nó được ra mắt trên thị trường, bọn mình sẽ so sánh cũng như là chia sẻ kỹ hơn với anh em. Vậy còn anh em thì sao? Anh em có hóng những chiếc iPhone 14 của năm nay hay không? Thì anh em hãy comment ở phía bên dưới nhé. Và đừng quên là hãy bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của Anh Em TV. Bởi vì sắp tới bọn mình sẽ còn có thêm nhiều sản phẩm hơn nữa để có thể chia sẻ với anh em. Còn bây giờ xin chào và hẹn lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye!